Thì vào ngày 29 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trong đó có quy định các vấn đề liên quan tới chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Như vậy thì người cao tuổi ở đây cũng như là các điều kiện để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nêu ở đây cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần chi tiết của video ngay. Thì chế độ trợ cấp hưu trí xã hội là một trong những chế độ quan trọng do đó nó được quy định thành một chương cụ thể tại luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cụ thể là chương 3 và được quy định chi tiết thành 4 điều cụ thể bao gồm điều 21, điều 22, điều 23 và điều 24 cụ thể như sau. Tại điều 21 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Cụ thể, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải đáp ứng điều kiện là có độ tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên và điều kiện thứ hai là phải không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ ví dụ như người từ đủ 75 tuổi trở lên nếu như mà có lương hưu thì sẽ không được hưởng chế độ này hoặc trường hợp không có lương hưu nhưng có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ví dụ như là trợ cấp đối với người cao tuổi là người khuyết tật chẳng hạn thì sẽ không đáp ứng đủ điều kiện này và điều kiện thứ ba là phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai điều kiện là điều kiện thứ nhất là phải từ đủ 75 tuổi trở lên và điều kiện thứ hai là phải đáp ứng điều kiện là không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm sau hàng tháng. Còn đối với cái trường hợp là có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì bắt buộc rồi. Bởi vì nếu như mà chúng ta muốn hưởng các chế độ bao gồm các chế độ gì thì chúng ta cũng cần phải có đơn có văn bản đề nghị để được giải quyết hưởng chế độ. Đối với công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi, nếu trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện, quy định tại điểm B và điểm C khoảng một điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thì điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng một điều này cụ thể là điều kiện không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội trừ trường hợp có quy định khác. Và điều kiện là phải có đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ là từ đủ 75 tuổi trở lên. Thì đây là độ tuổi được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nếu như mà có yêu cầu, nếu như mà có đề nghị của chính phủ về việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định về vấn đề này. Thì đối với cái trường hợp mà công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng điều kiện không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và có đơn đề nghị thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được chính phủ hướng dẫn chi tiết trong một cái nghị định cụ thể. Tiếp đến là quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về các chế độ trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội đối với người đủ điều kiện. Theo đó thì mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, chính phủ sẽ thực hiện đà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối của ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó thì quy định này chúng ta có thể hiểu là mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng sẽ do chính phủ quy định và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì chúng ta có thể thấy rằng thì hiện tại thì chưa có quy định này mà trong thời gian tới chính phủ sẽ ban hành một cái nghị định cụ thể quy định về mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là bao nhiêu đối với những người từ đủ 75 tuổi trở lên đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Và sau khi có cái mức mà quy định của chính phủ tại cái nghị định đó rồi thì nếu như mà tại các tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc trung ương nếu như mà có ngân sách thì có thể quyết định hỗ trợ thêm cho người cao tuổi. Ví dụ như là nếu như mà chính phủ quy định mức hỗ trợ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là 500.000 đồng thì nếu như mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nếu như mà ngân sách của mình cảm thấy có đủ thì có thể quyết định tăng thêm cho người à, được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm 200.000 hoặc là 300.000 đồng mỗi tháng gì đó, v.v. Tiếp theo, trường hợp đối tượng quy định tại điều 21 của luật này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Thì ở đây chúng ta có thể ví dụ là nếu như mà trường hợp người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo mức mà chính phủ quy định là 500.000 đồng một tháng theo cái ví dụ mà cơm vừa nêu thì nếu như mà người cao tuổi đó đồng thời là người khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật với cái mức cao hơn thì sẽ áp dụng cái mức đó mà sẽ không được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà chỉ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thôi còn nếu như mà cái mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp hơn thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội thì nói chung là chỉ được hưởng một trong hai khoản trợ cấp thôi chứ không được hưởng đồng thời hai khoản trợ cấp Người đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi qua đời, thì tổ chức cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Thì chúng ta có thể hiểu là người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu như mà người đáp ứng đủ điều kiện và được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, thì sẽ được cấp thể bảo hiểm y tế miễn phí mà không phải mua. Và khi mà qua đời thì tổ chức hoặc là cá nhân lo mai táng sẽ được hưởng trợ cấp hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định và cái quy định tại điều 22 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ được chính phủ quy định về trình tự thủ tục thực hiện trong một cái nghị định cụ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ đến quy định tại điều 23 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì. Uh, Điều 23 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ quy định về chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó thì công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 của luật này, cụ thể là đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và có đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hưu trí. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy thì khoản 2 điều này quy định như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thì khoản 2 điều 23 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định như sau. Thời gian hưởng Mức hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định tại khoản 1 điều 22 của luật này thì cái mức trợ cấp hưu trí xã hội này như đã nói thì chúng ta sẽ cần phải chờ nghị định quy định chi tiết của chính phủ. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không đủ để người lao động hưởng trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu người lao động có nguyện vọng thì được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 3 điều này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định tại điều 67 của luật này. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định tại điểm A Cộng 1 điều 85 hoặc điểm A cộng 1 điều 109 của luật này. Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Và chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều này. Thì nếu như mà mình đọc vào cái quy định tại điều 23 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì chúng ta sẽ không. Thì chúng ta cũng chưa hiểu ra hết được cái vấn đề cũng như là cái nội dung của vấn đề này. Ví dụ như là về cái thời gian hưởng cái mức hưởng được xác định cụ thể như thế nào? Ở đây chúng ta chỉ có Ở đây thì luật chỉ có đề cập là xác định căn cứ và thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Tuy nhiên thì căn cứ vào đó nhưng mà tính bằng công thức cụ thể như thế nào và xác định ra sao thì hiện tại chưa có quy định cụ thể. Thì uh, chắc chắn là trong thời gian tới chính phủ sẽ ban hành cái nghị định, quy định chi tiết và hướng dẫn cách tính thời gian hưởng cách tính mức hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại điều này cụ thể như thế nào do đó thì nếu như mà mọi người có quan tâm hiểu có quan tâm thì có thể đọc quy định này tìm hiểu tuy nhiên thì để có cái những thông tin chính xác thì chúng ta cần phải đợi cái nghị định của chính phủ thì mới biết được nên mọi người chỉ cần tham khảo thôi và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái quy định tại điều 24 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì điều 24 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tại khoản một quy định cụ thể, đối tượng quy định tại khoản 1 điều 23 của luật này, cụ thể là người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thì gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì hồ sơ sẽ bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng. Và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cụ thể là hồ sơ này, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp không giải quyết chế độ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cụ thể là tại sao người nội công sơ không đủ điều kiện để giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Thì các cái quy định về chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng này sẽ được có hiệu lực thi hành và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, về mức trợ cấp hưu trí xã hội cụ thể là bao nhiêu tiền hoặc là các cái quy định liên quan đến chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng như là trình tự thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội sẽ cần phải chờ có cái nghị định quy định chi tiết của chính phủ. Còn ở các cái quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2024 này thì chúng ta chỉ cần biết là công dân Việt Nam nếu từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội mà có văn bản đề nghị thì có thể được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Còn nếu mà công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng điều kiện là không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc là và có đơn đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng thì sẽ được xem xét giải quyết. Và người cao tuổi nếu như mà thuộc các trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội và được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì chỉ được hưởng một trong hai chế độ và áp dụng đối với chế độ cao nhất. Thì như mọi người cũng đã biết thì vào ngày 29 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Trong đó có quy định về chế độ trợ cấp hưu trí đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên. Theo đó tại điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như sau. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là phải từ đủ 75 tuổi trở lên. Điều kiện thứ hai là phải không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Và điều kiện thứ ba là phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thì ngồi quy định liên quan đến người từ đủ 75 tuổi trở lên thì tại khoản 2, điều 21 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện là không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội và có đơn đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Thì căn cứ quy định vừa nêu, thì chúng ta cũng có thể thấy, thì đối với công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, nếu muốn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì phải cần đáp ứng điều kiện là không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm sau hàng tháng và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Như vậy, thì ở đây chỉ loại trừ hai trường hợp là người từ đủ 75 tuổi trở lên có lương hưu hoặc là có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì sẽ không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Mà không lộ trừ, đối với trường hợp người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đại đối với người có công với các bạn hoặc là thân nhân của người có công với các bạn. Do đó, căn cứ quy định này, thì nếu như mà người có công với các bạn đang hưởng trợ cấp ưu đại người có công với các bạn, theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với các bạn năm 2020 nhưng không có lương hưu hoặc không có trợ cấp bảo hiểm xã hội nào khác thì vẫn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Về mức trợ cấp hưu trí xã hội thì hiện tại chưa có quy định cụ thể mức hưởng hưu trí xã hội cụ thể là bao nhiêu mà căn cứ và vi định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, thì trong thời gian tới, chính phủ sẽ ban hành quy định về mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Và theo quy định tại điều này thì định kỳ 3 năm, chính phủ sẽ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội thì mức trợ cấp hưu trí xã hội do chính phủ quy định chỉ là mức chung áp dụng trong phạm vi cả nước đối với các địa phương cụ thể là các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình và khả năng huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu như mà quy định này được áp dụng tại các địa phương thì người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng tại các địa phương cũng sẽ được áp dụng quy định này. Căn cứ quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với các mạng năm 2020 thì người có công với các mạng bao gồm người hoạt động các mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động các mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh. Bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy. Người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và người có công giúp đỡ các mạng. Tùy từng đối tượng cụ thể, người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi như sau. Thứ nhất là được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần, tùy theo điều kiện cụ thể. Và thứ hai là sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi khác bao gồm bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ quan theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên ưu tiên trong tuyển sinh tạo việc làm hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước ưu tiên giao hoặc thuê đất mặt nước mặt nước biển ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng vay vốn ưu đại để sản xuất kinh doanh và được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật theo quy định thì chế độ ưu đãi đối với người có công với các mạng và thân nhân của người có công với các mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, bảo đảm mức sống của người có công với các mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư, nơi cư trú.